Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình và các chức danh thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Theo đó, để dự thi hoặc xét tăng hạng lên biên tập viên, phóng viên hạng 1 phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tối thiểu là 6 năm. Đồng thời, chủ trì biên tập ít nhất 4 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ hoặc tương đương trở lên, hoặc chủ trì ít nhất hai đề tài chương trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc tương đương. Đối với biên tập viên phóng viên hạng 2 phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tối thiểu là 9 năm, đồng thời chủ trì biên tập ít nhất 2 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 2 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu